Đặc sản Phú Quốc này. Ừ rồi, đang quay. Là chim gì? Chính thức là hai ngày hôm nay ăn ăn hải sản ngập mồm, chán lên tận cổ. Ê bà ơi, ê. Chào bà con. Chào bà con nhé. Đây là cua. Cua Huỳnh Đế đấy, nhưng mà em của Huỳnh Đế thôi chứ không phải Huỳnh Đế. Chính thức là ngán rồi, không ăn được nữa. Trong túi mà lô bà sao đâu trong veo
Thế bảo đi lơi mà. Vừa mới lên đã đến nơi rồi. Chỗ này có cái gì chứ? Kìa bãi tắm kìa. Bãi tắm à? Tắm kìa. Đúng rồi, ta làm ấy. Mày. Mày tắm. Thank you.
Lên đây con ơi.
đây là thủy cung. Và đứng đây coi. Đây. À, ta chịu chưa? Đây qua đây con. Đi ơi. À, đưa tay ra. Cái gì? Này nhóc nè, này nhóc không đấy này nhóc.
con có thực sự muốn nguyện gì đây mà giữ lòng đại dương? Đâu? Rồi.
Hết rồi. Chấp hành, không được chụp ảnh.